Các công ty Hoa Kỳ đầu tư tại Miến Điện hy vọng kinh doanh sẽ gia tăng mạnh sau chuyến viếng thăm của ông Obama. Miến Điện trước đây là một quốc gia bị cô lập về thương mại toàn cầu trong nhiều thập niên, nhưng để đáp lại những cải cách kinh tế và chính trị được đưa ra bởi một chính phủ bán dân sự trong năm ngoái, các chính phủ Tây Phương đã nới lỏng những biện pháp trừng phạt, mở ra cơ hội kinh doanh cho các công ty Tây Phương. Chuyến thăm của ông Barack Obama vào thứ Hai là chuyến viếng thăm đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ, theo dự kiến sẽ làm gia tăng thêm triển vọng kinh doanh tại Miến Điện. Các công ty Hoa Kỳ đang thiết lập sự hiện diện của họ tại quốc gia giàu tài nguyên này, tận dụng vị trí chiến lược và dân số trẻ. Công ty tài chánh Mastercard liên kết với ngân hàng CB và hôm thứ Năm đã khai mạc dịch vụ ATM quốc tế đầu tiên ở Miến Điện, là nơi mà không lâu trước đây tiền mặt là phương thức giao dịch duy nhất cho hầu hết các khách du lịch và người dân địa phương. Máy ATM vẫn còn là một sự mới lạ trên đường phố tại Ngưỡng Quảng, thủ đô thương mại của đất nước, và Mastercard đã thiết lập 36 máy ATM trên khắp đất nước. Nhìn thấy Miến Điện là một thị trường mới nổi đầy hứa hẹn, thu hút các doanh nhân và khách du lịch, đại diện Mastercard, ông Antonio Coro nói rằng quá trình cải cách của Tổng thống Thanh Sen đã thúc đẩy sự tin tưởng của họ trên thị trường, và chuyến thăm của ông Obama là một khẳng định cho sự tin tưởng này. Vì sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ tại đây cho thấy sự tin tưởng của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Miến Điện. Dịch vụ ATM hiện nay được giới hạn cho thẻ ATM phát hành ở nước ngoài và sẽ cho phép các khách du lịch và các doanh nhân rút tiền từ các máy này thay vì phải mang theo trong người một cọc tiền Mỹ kim. Sau khi Hoa Kỳ công bố việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vào hồi đầu năm nay, Coca-Cola và Pepsi đã chuyển tầm nhìn của họ sang Miến Điện, một đất nước với dân số 48 triệu người. Cả hai công ty đang thiết lập những liên doanh để xây dựng nhà máy đóng chai và mạng lưới phân phối trong nước. Mặc dù trong những năm qua, các chai nước soda vẫn được bán trong các cửa hàng tại Miến Điện nhờ các giao dịch thương mại thông qua biên giới với Thái Lan và Trung Quốc, nhưng Coca-Cola đã không có các hoạt động chính thức trong 60 năm và Pepsi đã phải đình chỉ kinh doanh vào năm 1997 do áp lực từ các nhóm nhân quyền. Nhưng nay, các biển quảng cáo của họ có mặt ở khắp nơi trong thành phố Ngưỡng Quảng và những khẩu hiệu dịch trong nhiều ngôn ngữ cũng đã được in bằng tiếng Miến Điện. Công ty âm nhạc quốc tế khổng lồ MTV cũng đang tìm kiếm một chỗ đứng trong quốc gia này, hướng đến giới trẻ với chiến dịch chấm dứt bóc lột và buôn lậu. MTV đang có kế hoạch tổ chức một buổi trình diễn nhạc sống để khởi động chiến dịch vào tháng 12. Công ty hy vọng sẽ có thể dựa vào sự phổ biến của thương hiệu MTV, thường tượng trưng cho sự trẻ trung, để phát triển tại Miến Điện. Tuy sống trong một xã hội khá bưng bít, giới trẻ Miến Điện vẫn biết khá nhiều thương hiệu quốc tế. Miến Điện cũng không lạ gì với các thương hiệu của Hoa Kỳ nhờ những cửa hàng nhỏ như cửa hàng của ông Tin Tung O bán những hàng hóa Hoa Kỳ được cho là những thương hiệu cao cấp, có chất lượng và uy tín. Ông Tung O bán những sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng như Oakley, Coach mà ông mua trên Internet hoặc trong các cửa tiệm outlet ở Hoa Kỳ. Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ có thể mở ra cánh cửa cho các thương hiệu lớn này thiết lập cửa hàng ở Miến Điện, như trong các thị trường mới nổi khác, trong khi nhu cầu tiêu thụ gia tăng và có thể với thu nhập lớn hơn.